Xin chào các bác, hôm nay thì đang tiện một cái bác khách, bác ấy lấy cái đầu Vietca TV chạy ổ cứng 2T để lắp ở trên ô tô các bác nhé. Thì cái trường hợp mà các bác mua cái đầu này lắp ở trên ô tô thì bên em cũng làm rất là nhiều rồi. Thì hôm nay thì tự tay là lắp ở trên cái sản phẩm này của một cái bác khách. Đây, xe này xe bao nhiêu, xe bao chỗ nhà nhỉ? Xe 35 chỗ các bác nhé, để lắp thêm một cái đầu và bộ dàn hát karaoke. Thì rất nhiều những cái xe du lịch thì đã sử dụng cái sản phẩm này mà hát ở trên xe ô tô, chọn bằng điều khiển từ xa các bác nhé. Đấy thì đây cái sản phẩm này, cái đầu Vietca TV để lắp ở trên cái dàn âm thanh ở trên karaoke ở trên ô tô, màn hình lên các bác nhé. Và cái con này thì nó sẽ có một cái mắt khiển điều khiển từ xa đây, và kéo dài ra thì các bác có thể là lắp ở trên cái vị trí nào để khách người ta chọn bài nó dễ nhất. Đấy thì tiện một cái đơn hàng ở đây thì em giới thiệu demo luôn cho các bác cái sản phẩm này, lắp trên xe ô tô. Đầu chạy ổ cứng 2T với rất nhiều bài hát, hơn 25.000 bài hát các bác ạ. Đấy. Ở đây thì em chạy lại này. Xin chào các bác ạ.